Nếu Slenderman sở hữu cái cổ cao nhất thế giới trong Long Neck Run. Sao mình kéo hoài mà cái cổ của mình nó không có cao lên được tí nào ta. Nhớ hồi nhỏ mình uống sữa hươu cao cổ mà. Khoan, hình như hồi đó chưa có sữa hươu cao cổ các bạn ơi. Nhưng mà đây sẽ là người có thể sở hữu được cái cổ cao nhất thế giới luôn các bạn. Các bạn không tin đúng không? Rồi, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Đây là một người rất là bình thường luôn. Đó, các bạn nhìn cái cổ nè, rất là bình thường nha. Nhưng các bạn nhìn đây, chuẩn bị nè, let's go. Đó, các bạn thấy gì chưa? Cái cổ kia, cái cổ đang rất là cao, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, ảo thực đấy các bạn. Rồi, bây giờ là cái cổ khá là cao rồi các bạn ơi. Yes. Rồi, bây giờ là đi đâu đây? Đi đâu đây? Wow, cao hơn cả hươu cao cổ nè, các bạn thấy không? Cao hơn cả cái con hươu cao cổ luôn. Đó, đó là người gọi là sở hữu cái cổ cao nhất thế giới. Nhưng mà chưa đâu các bạn, cao hơn con hươu cao cổ thì đâu phải là cao nhất thế giới được. What? Sử dụng cái cổ để đu dây các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Tại vì cái cổ của cái người này quá cao cho nên là có thể đu dây được các bạn ơi. Hay thực sự ấy. Rồi bây giờ là tới như nào? Wow. What? Cao như vậy? Ôi các bạn nhìn kìa. Rồi chắc chắn là hơn con hươu cao cổ luôn rồi. Nhưng mà không biết là có hơn. Ui, cao hơn con khủng long luôn. What? Mới vô mà cao hơn con khủng long luôn rồi. Các bạn thấy đỉnh cao chưa? Wow, mình đã đủ tiền để mua nhân vật mới rồi các bạn à. 382 tiền, mình đã đủ tiền rồi. Mua nha các bạn. Hồi hộp quá, không biết là ra nhân vật nào xịn không đây. Let's go. Ninja rùa, không phải ninja cổ cao. Đây ninja nè các bạn ơi. Ảo thực đấy, đúng là ninja luôn các bạn. Rồi để xem con ninja này cổ cao như thế nào nha. Rồi, wow, wow, cổ cao thì vậy. Ôi, ủa gì vậy? Là mình không để cho nó đụng vô tường, nếu không là cái cổ của mình nó sẽ ngắn lại. Trời ơi, mình không biết các bạn, mình không biết. Rồi vậy là mình phải né cái tường này ra đúng không? Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đấy, nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng luôn các bạn ơi. Wow, qua rồi, qua rồi, qua rồi. Đấy, trời ơi, cái cổ kìa. Cái cổ kìa, các bạn nhìn nè, cái cổ nè. Oh, oh, what? What? Nó cao kìa. Rồi, chắc chắn là hơn con khủng long luôn. Hơn con khủng long luôn bạn. Hơn cái tượng luôn các bạn. Hơn cái tượng kia gấp mấy lần luôn. Ao cái cổ kìa. Không thấy cái mình luôn các bạn ơi, nhìn giống như là lò xo vậy đó. Rồi lần này mình sẽ cao nhất thế giới luôn. Chưa cao nhất thế giới bạn ơi. Xém gần nhất thế giới thôi, cỡ khoảng hạng 3, hạng 4 gì đó. Các bạn nhìn cái cổ mình. Rồi xong luôn, lần này mình cao hơn cái tượng kia là 100% luôn các bạn nhìn nè. Đó, qua con này luôn, qua luôn, qua con này luôn. What? What? Mình cao hơn kim tự tháp luôn các bạn. Mình cao hơn cái con gì? Cái con gì ở trong kim tự tháp này, con gì mà Ai Cập các bạn, mình không biết nữa, con nhân sư hay gì đó, nhưng mà mình cao hơn hai thứ luôn các bạn ơi. Ơi lượm kim cương lại tiếp tục là màu xanh lá rồi, nó đổi màu nhanh quá các bạn ơi. Ơi xanh lá. Ủa, màu nào nói màu xanh dương nó nhiều hơn các bạn ơi. Nhìn đằng trước kìa, các bạn phải tập trung nhìn đằng trước nha để xem coi là cái màu nó nhiều hơn. Rồi tới luôn mà con ơi. What? Cái cổ bảy màu các bạn ơi. Hư cấu rồi chứ. Rồi cái gì đây? Cao, để mình coi mình cao tới đâu đây. Đây, hồi nãy mình cao hơn cái con nhân sư các bạn ơi. Con nhân sư kim tự tháp nè. Cao luôn. Wow, cao. What? Mình cao hơn. Rồi, bây giờ mình đang bắt đầu rất là cao nha các bạn. Đấy. Bảy màu các bạn ơi. Trời ơi, cái cổ này nó cao, phải nói là nó cao lắm luôn á các bạn à. Nó cao lắm luôn các bạn à. Yeah. Ui nó cao kìa. Trời ơi nó cao kìa. Không thấy luôn cái đầu luôn các bạn ơi. What? Cao, chắc chắn cao hơn luôn các bạn. Cao hơn mấy cái hồi nãy luôn nè. Cao luôn. Mình cái này là tháp nghiêng các bạn ơi. Tháp nghiêng pizza gì đó. Tháp nghiêng các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đã cao hơn cái tháp nghiêng rồi. Cố lên nào. Ê, mua nhân vật mới. Let's go.
Một chú thỏ các bạn ơi, thỏ cà rốt. À, được 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 được, chú ló nha. Hãy nhìn đây, hãy nhìn sức mạnh của mình đây. Ủa chưa mà, cái này là khoái sức mạnh các bạn ơi, mà là hạ sự cao cao lớn của mình. What? Nhưng mà lần này vẫn còn thấy được cái đầu của con thỏ bạn ơi, vậy là chưa có cao lắm nha. Hồi nãy cao lắm các bạn. Lần này để xem coi nó cao cỡ nào. Woo, yeah, lên nè, lên tiếp tục nè, lên tiếp tục nè. What? 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 Ôi nó cao hơn Ken Tabi luôn. What? Nó cao hơn luôn. Oh, hình như là mua nhân vật mới là nhân vật của mình nó cao hơn hay sao các bạn ơi. Mình đã cao hơn, cái này là cái gì mình không biết nha. Các bạn biết các bạn bình luận ở dưới. Yes, lại tiếp tục cao nữa rồi các bạn ơi. Tiếp tục nè, tiếp tục nè. Trời, đang sung các bạn ơi, đang sung. Mình phải làm sao, mình phải cao hơn hết tất cả mọi thứ luôn. Mình cao nhất thế giới mà. Rồi, đó, các bạn thấy không? Những công trình mà cao nhất thế giới bây giờ mình đã vượt qua luôn, các bạn thấy ghê chưa? Đấy, đúng là mua nhân vật mới có khái các bạn ơi. Đúng là không có tiếc tiền các bạn, rất là đáng tiền luôn á. Ơ, à, rồi xong. Lấy màu xanh lá cuối cùng nó ra thành giày. Chơi gì nữa? Trời ơi, mình có thấy đằng trước là nó có cái màu gì đâu, bởi vậy các bạn thấy không? Mình phải chọn làm sao cho nó đúng với cái màu mà ở đằng phía trước nó có. Lần này mình chọn sai rồi. Sai rồi các bạn ơi. Wow, nhưng mà biết sao giờ, cái này là nó cho mình gọi là ngẫu nhiên mà. Mình đâu có biết được. Lấy một cam đi, một cam nó có nó không? Nãy mình lấy màu xanh lá là mình không có rồi mày không? Đấy. Woo! Hút kim cương. Woo! Ui, lần này nó không có được vô ngay kia các bạn ơi. Trời ơi. Ơi, trời xem tí rồi, xem tí rồi. Rồi, yes, để xem coi nó cao cỡ nào nha. Rồi. Lần này cũng cao lắm nha các bạn, đừng coi thường nha. Lần này cũng cao lắm á, không giỡn đâu. Đấy, nè, cao nè, đó, thấy chưa? Không thấy luôn, không thấy cái đầu luôn là biết nó cao cỡ nào đấy. Lên, rồi rồi, không cao lắm các bạn ơi, không cao bằng cái tháp Pisa rồi các bạn ơi. Wow, lần này cao quá bạn. Lần này cao nha, để mình xem coi lần này mình cao đến cỡ nào. Rồi, hú hấp vô, đúng rồi, phải như vậy, nó phải như vậy nó mới cao được. Rồi, đúng rồi, thầy hay lắm. Né này ra. Trời ơi, cao lắm các bạn ơi. Lần này nó cao lắm luôn các bạn ơi. Không thấy cái đầu của con thỏ luôn rồi. Lần này nó cao lắm luôn các bạn ơi. Lần này nó cao lắm luôn nha các bạn. Đấy trời ơi. Cái dây gà cho. Ui giời. Uống dẻo gơm các bạn. Wow, các bạn thấy uống dẻo không? À, bình tĩnh nha. Đang sung nha. Đang rất là cao luôn các bạn ơi. Mình đang rất là sung luôn. Yeah, uống dẻo nè. Cao ghê chưa? Nè, chuẩn bị. Nhìn nè. One. Lên. Rồi xong, không thấy gì luôn. Bây giờ là các bạn nhìn nè, nó cao nhất thế giới luôn cho các bạn coi. Để xem coi đúng không nha, đúng chuẩn mình nói không nè. Đó, thấy chưa, thấy gì chưa? Chưa thấy cái đầu luôn. 7, qua tượng nữ thần tự do luôn. Ui, còn mấy cái tượng kia nữa cơ. Cao như vậy. Trời, mình tưởng là qua tượng nữ thần tự do là mình chiến thắng rồi chứ. Yeah, bây giờ mình đã có nhân vật mới rồi các bạn ơi. Con gì đây? Khủng long hả? Khủng long mọc sừng à. Rồi, khủng long các bạn ơi. Để xem coi là hả? Ờ đúng rồi, khủng long nó sẽ cao hơn người chứ. Đúng rồi, chuẩn. Rồi quá chuẩn luôn bạn, khủng long nó sẽ cao hơn người. Và tất nhiên là nó cao hơn người thì khi mà mình thu thập vô mình sẽ cao còn hơn như vậy nữa. Thì chắc chắn là sẽ cao hơn mấy cái tháp kia rồi. Đấy, mình đang thấy. Ôi, sức mạnh, trời ơi, sức mạnh ngay cái lúc này, thấy buồn ghê không các bạn. Sức mạnh ngay cái lúc này sao nó thu thập được. Trời ơi, đúng là phí cái sức mạnh của mình. Phí thật sự ấy. Rồi tiếp tục nào. Mấy cái kim cương này nó có cái làm được cái gì đâu trời. Giờ không cần kim cương nữa các bạn ơi, theo như mình nghĩ là mình hết gọi là sức lực để mình gọi là hả có đủ kim cương để mình tiếp tục là mua thêm nhân vật mới rồi. Rồi xong sao. Đấy, cũng cao nha, không thấp nha. Cao đấy. Rồi, để xem coi nó cao cỡ nào nè. Woo, yeah, cao nha. Để xem coi nó cao tới đâu. Cố lên, cao lên bạn ơi. Cao nữa lên, đúng rồi, đừng có thấy cái đầu của bạn, đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi, thấy cái đầu của nó rồi các bạn ơi. Mình cao hơn, rồi lại tiếp tục cao hơn nữ thần tự do thôi. Chứ không có cao hơn cái này. Cái này là cái tháp gì nè các bạn ơi. Cao nha. Hút vô, đúng rồi. Ui. Trời ơi, ngay cái lúc này nữa mới buồn chứ. Nó phải vô cái lúc mà mình đang đi ngay cái mấy cái chỗ này nè, mấy cái cục này nhiều nè, đó thì nó mới chuẩn được. Đấy, rồi được rồi rồi, không sao. Bây giờ mình thấy là cái con khủng long này bây giờ nó cao lắm luôn các bạn ơi, nó cao lắm luôn nè, đó. Lần này cao lắm nha các bạn, không đùa đâu. Nhìn nè, nhìn đằng trước bên kia màu cam rất là nhiều nha.
Lần này cạo, trời ơi, rồi không thấy cái đầu luôn rồi, không thấy cái đầu luôn rồi. Không thấy cái đầu của con khủng long luôn rồi. Rồi, lần này lụm tiền, rồi màu xanh luôn, lụm tiền em ơi, cao quá đi bạn ơi. Lần này chắc là phải vượt qua được cái tháp kế bên tượng nữ thần tự do luôn các bạn. Lên, đúng, lên, wow, lên, wow, hơn luôn rồi, yeah. Bức tượng cái gì đây, 121, hình như là cái con gì đó các bạn nhìn nè, các bạn đoán thử xem con gì. Chuẩn bị nè, hút, woo, hút vô, woo, lên, hút vô, đấy. Phải như vậy, nó phải như vậy các bạn à. Tiếp tục, này cao nữa nè, làm ơn cao bằng cái con kia luôn, cao hơn con coi luôn chứ lộn, cao hơn con kia luôn, cao nữa nè, đấy, lần này cao nha các bạn, không thấy cái đầu luôn, rồi để xem coi như thế nào nè, 1, 2, 3, chạy, lên, đó, mỗi lần nó về qua là lên, đấy, nghe chưa, lên tiếp, cao hơn nữa, còn một tí nữa thôi mà, trời ơi. Nhưng mà mình thấy cái tháp rồi, cái này không phải cái tháp mà là cái tàu vũ trụ các bạn nha. Wow. Các bạn thấy cái bảy màu chưa? Các bạn đã thấy bảy màu chưa? Để xem coi lần này có chinh phục được không nha. Chinh phục cho anh, hãy chinh phục cho anh. Chinh phục đi nào, lên tiếp. Đúng rồi, lên nữa. Cao hơn nữa. Đúng rồi. Yes! Wow! Chính là con King Kong các bạn ơi. Trời ơi, tưởng là con nào ai vậy đâu, là con King Kong các bạn à. Wow, vậy là còn một cái mình chưa chinh phục nữa. Nói chung là sao nó nhiều dữ vậy trời. Thôi được rồi, mình xin tạm dừng tại đây. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên là cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng để xem bạn công, bấm nhiều bằng cao nếu các bạn fan chân chính ủng hộ mình nha các bạn ơi. Và đó chính là người có cái cổ cao nhất thế giới đấy các bạn. Và bây giờ nó đã là thành con khủng long rồi các bạn ơi. Rồi, và cảm ơn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.